thử món cò xào xà lách nhà con đi làm ấy chứ không thử nước nó đợi ấy luôn mà rồi quay sang cho em thử đi. Bây giờ là chỉ là ngọt thì thôi, ngon là không tanh nữa. Chứ hôm đấy giờ bắn được bao cò, hôm nay bắt đầu liên hoan bữa này đấy. Cứ nhà hàng em mày trước đấy, cho mấy cô em nó làm đấy, nó không biết làm, tức là tay nhỏ em. Mổ xong thì đúng là thấy anh mổ xong thì nó hơi bóng nhiều, em bảo là ăn thì được. Khách trả lại luôn, mà mình còn trả ăn được, nó sắp phải ăn được. Đúng rồi. Tành lắm. Rồi hạ một con cò trắng ở bên này này các bạn này. Đó. Cụ cậu bay đúng sang một vòng bờ hồ thì rớt. Còn tố ông bì à? To không? Quá là to luôn. Bay đúng một vòng bờ hồ này. Mà cái hồ này rất là rộng các bạn nhé. Rớt xuống là chết luôn đấy. Đó. Kiểm tra thương tích nào. Mè này, tiếp tục xuyên, ui con này to lắm, nặng, quá to luôn. Các bạn nhìn cái ná này, con này phải đến 5 lạng. Mới của nhóm xin sát sân la vừa hạ được cò. Đây này. Phun 0.7 ly B7 nhá. Đây là tất cả mình tài trợ. Bắn ở trên ngọn này nó phải tầm 60 mét hơn. Cây nhóm bằng nhá, quang bằng. Tí gửi trong vòng xem. Đấy là chân đồi thanh niên ở nhà ông Quang Bằng này. Không ngờ ông anh mình bắn nổi ở góc truyền thống à? À cái góc em gì chỉ anh đúng không? Đấy anh bắn cầu góc chéo chéo đúng không? Ờ góc chéo. Anh ngắm vào, anh ngắm vào bên này. Ngắm vào hãng này. Cú gáy này các bạn. Hôm nay Tết nào mới được con cô ngói. Rớt mẹ suối. Xuyên cổ ướt hết quần này. Đây nhá, mình vừa bắn trên ngọn tre đấy nhá, rất là cao, tầm 30 mét, phải chạy ra đây chặn đầu. Con đây các bạn nha, rớt rồi, không trúng đâu, rớt, không trúng, đi xem lại máy quay nhá. Thế này, ra chỗ ngủ chỗ này đẹp thế này, đây theo, kìa. Lấy lọn cổ hả? Lọn cổ mà. Sang bên này. Hay chim. Đây. Nó lặn vào trong kìa. Kìa. Trong bụi tre gì? Đang giấy kìa. Vẫn đang đâu? Yeah. Xuống một tí. Nó ở trong hốc kia mà. Đấy. Có bắn được không? Không bắn được, nó chết thằng càng rồi. Có máu rồi này. Đây, ở hốc kia kìa. Thấy chưa? Thấy bạn. Thấy rồi. Đây nha, là thủ anh đi nhặt cu nha. Chơi gai, chơi nhiều gai. Rớt chết cả người này. Đúng đầu ạ. Mấy phát đấy toàn lên trên. Cái góc đấy nó hơi khoai, đổi góc phát dính luôn. Rồi, nào. Ném con cu sang này. Sản phẩm nào. Đây.
Đây nha. Cú bự. To nha. Đây. To thế. Nã thủ. Một viên thôi. Bây giờ hạ bọn em có bợ trong cây nhãn các bạn. Hình như mắc vào cây nhãn rồi. Đây các bạn. Cậu rớt rồi nhá. Nào một viên giữa người không chết. Dậy cánh sao ạ? Đây. Ăn cánh vào đây này. Viên sau mình bắn vào cổ chết luôn này. Xa phết đấy, phải hơn 30 mét. Xuyên không? Xuyên sang tận bên này luôn. Các bạn nhìn thấy chiều vôi cách 2 mét chưa? 3 mét. Con này thì 5-6 mét. Con này thì 3 mét. Bên này em có bợ này. Có bợ có trắng luôn này. Vừa đứng đây hạ mà em có trắng các bạn này. Các bạn nhìn thấy gì là trắng phới này. Quá xa luôn. Đấy, vỡ đầu các bạn ạ. Con thỏi vỡ cái đầu ra bắn nổ pop cái ấy. Trúng đầu. Khá là to đấy. Chúng đầu chết luôn này. Giờ đi đường nào lấy bây giờ? Đây 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 đây. Đậu bốp cái của cậu chết ngắt. Không kịp dậy. Đấy rồi. Gần 50 mét đấy. Đây. Cậu chết ngắt luôn. Chắc cả trúng đầu. Hơi mệt rồi đấy. Còn gãy cánh nó chạy vào trong vườn các bạn ạ. Mắc chân à. Đây là hôm nay được 2 con cò trắng các bạn nhá. Con này cò mỏ vàng này. Con kia thì mỏ đen. Không biết phải sáo không to lắm các bạn ạ. Đâu rồi? Thế à? Sáo này. To các bạn. Là 5 con, bắn một phát, bay hết. Bự, chà bá luôn này. Hai con trắng này, một con bách thanh này.
Bách thanh ông ạ. Một con sáo này, sáo to chưa? Chết luôn chứ, có con đen kìa. Con sáo quá to luôn, chết luôn mà, rớt xuống là chết luôn đấy, xuyên xuyên từ đít lên người. Nó gần bằng con cu đấy, con sáo này à? Bén cái tấc bằng tay đấy. Bách thanh này. Bằng tay hả bén là tối nó lại.